Đây, phần này là cô demo các bạn là cái ý nghĩa và phân biệt, các bạn phân biệt các cái loại lỗi ha. Trường hợp các bạn trước đây các bạn vẫn làm, cô mô tả là cái trường hợp các bạn trước đây vẫn làm ha, mà nó xuất hiện lỗi nè. Là giả sử các bạn scanner. Lâu các bạn học đến Java 2 thì các bạn dần dần các bạn sẽ quên cái này. Tại vì ta nhập vào đâu ạ? Ta nhập vào form. Nhập vào form, không nhập vào cái này nữa. Cái này nó nằm ở Java 1 thôi. Đúng không? Đấy. Cái này có test demo. Các bạn phải nhập một số. À, các bạn sẽ có int a gắn bằng next in. Rồi các bạn xuất ra. Ok. Với cái bài này các bạn nhập số thì không sao, xuất ra bình thường. Những trường hợp các bạn nhập chữ vẫn là lỗi ngay. Input mismatch exception ngay. Đúng không ạ? Đấy, vẫn là lỗi. Thì nếu vắng ra lỗi thì nó sẽ dẫn đến tình huống này các bạn. Khi nó gặp câu lệnh này vắng lỗi, những câu lệnh sau nó sẽ không được thực hiện nữa. Đúng không ạ? Ví dụ cô viết ra một cái thông báo là kết thúc chương trình. Thì nó sẽ không được xuất ra. Đúng không ạ? Đó. Hay là trường hợp thứ hai các bạn lỗi. Ví dụ như chia cho 0. Đúng không ạ? Chia cho 0. Ví dụ nhập A và B. Đây, nhập A ở trên. Dưới các bạn nhập B. Đấy, các bạn có int C gán bằng A chia B. Xuất ra A chia B C. Đấy, nó lỗi ngay. Đúng không ạ? Ví dụ các bạn nhập là chia cho 0 thì A bằng 5. Ví dụ 5 chia 5 thì nó bằng 1. Không sao. Đúng không ạ? Đấy, bây giờ các bạn nhập là 5 chia cho 0. Lỗi không ạ? Lỗi là arithmetic exception. Đó, chia by zero, lỗi ngay. Và cái câu lệnh sau các bạn không được thực thi nữa. Ok. Và đây là hai cái loại lỗi. Cái loại lỗi mà các bạn, cái lỗi này được gọi là lỗi runtime exception. Nghĩa là chạy rồi nó mới thông báo. Hiểu không ạ? Lỗi runtime exception. Đúng không ạ? Ok. Rồi, và nhiệm vụ của điều khiển lỗi là các bạn phải bắt nó. Bây giờ cô bắt nó luôn nhá. Giả sử bây giờ trong trường hợp này cô để check kết. Đây. Cô sẽ comment cái này trước để tí nữa các bạn làm. Ok. Rồi, các bạn giả sử cái này các bạn muốn bắt lỗi, các bạn để chỉ cần để nó trong check kết để bắt nó lại. Try catch exception. Ex là cái biến các bạn đặt. Các bạn đặt ex cũng được mà e cũng được. Đấy là cô viết tắt ha, của exception. Rồi, và chỗ này các bạn xuất ra thông báo lỗi. Get message. Ok. Các bạn xem nè, cái câu lệnh này cô vẫn để đây nhá. Trường hợp thứ nhất là cô test trường hợp nó không lỗi. Không lỗi. Rồi nhập A, các bạn nhập là đúng số 5. Nó không lỗi và nó chạy câu lệnh kết thúc chương trình đúng không? Trường hợp thứ hai cô nhập cho nó là trường hợp lỗi. Là cô nhập ABC.
nó bảo lỗi. Nó bảo lỗi là nun. Và mặc dù nó bảo lỗi nun nhưng cái chỗ này nó vẫn gì đấy hả? À, nó vẫn chạy chương trình bảo lỗi. Ở đây nó xuất ra là nun. Xuất ra nun. Bây giờ các bạn điều khiển cái lỗi này nè. Các bạn có thể in ra theo bất kỳ ý các bạn. Các bạn thêm một chữ error. Okay, tại vì cái code này là do các bạn viết mà đúng không? Đấy. Đây, các bạn nhập ABC. Đấy, nó xuất ra cái thông báo. Nhưng mà nun thì các bạn không hiểu đúng không ạ? Nun thường thường các bạn không hiểu. Thì các bạn có thể xuất ra thông báo là nhập là gì đây ạ? Nhập sai định dạng. Hoặc là kiểu nhập sai. Input mismatch đúng không? Đó. Hai, nếu các bạn muốn biết được chi tiết lỗi ở đâu, do dòng nào gây ra, thì các bạn in ra cái này cho cô. Bỏ dòng này đi. Các bạn in ra cái print stack trace. Stack trace. Đấy. Thì nó sẽ xuất ra đầy đủ thông báo lỗi cho các bạn luôn. Nghĩa là nó báo là gì đấy ạ? Lỗi là input mismatch. Đúng không ạ? Thứ hai nữa nó báo cái dòng thông báo lỗi ở trong hàm main và câu lệnh là dòng số 9. Các bạn click vào đây, nó sẽ báo lỗi dòng số 9. Đúng không ạ? Để các bạn bắt lỗi. Hiểu không ạ? Để các bạn gì đấy ạ? Các bạn sửa, fix lỗi. Nó báo lỗi chi tiết để các bạn fix lỗi. Nhưng mà cái mấu chốt ở đây là như nào các bạn? Thứ nhất là các bạn biết được lỗi, bắt được lỗi. Thứ hai nữa là cái dòng, những cái dòng câu lệnh ở sau nó vẫn được tiếp tục thực hiện. Ok. Rồi. Ta sẽ giải thích như sau. Vậy cái try catch này nó thực thi như thế nào? Thứ nhất, cách viết try catch nè. Cú pháp sẽ là, đầu tiên các bạn để là try. Những câu lệnh thực thi các bạn sẽ để trong try. Ví dụ nhập nè, rồi nhập dữ liệu nè, nhận dữ liệu từ bàn phím nè, và xuất ra thông báo. Hai ông kia ngồi trật tự tú gì kìa, nói chuyện quá trời. Những câu lệnh thực thi các bạn để trong phần try. Cái phần xuất ra lỗi các bạn để trong catch. Okay. Và những cái xử lý sau lỗi các bạn để trong catch. Xử lý bất kỳ câu lệnh nào. Đúng không ạ? Các bạn để trong catch. Đấy. Được chưa? Rồi. Và chương trình nó sẽ thực hiện như thế nào? Khi chương trình chạy trong chai, chạy nếu gặp lỗi, giả sử ta gặp lỗi câu lệnh này, thì nó sẽ văng vào két luôn. Và những câu lệnh sau khi báo lỗi, sau câu lệnh này nó sẽ không được thực hiện nữa, nó sẽ văng vào két luôn. Hiểu không ạ? Đấy. Và nó thực hiện xong két, nó sẽ thực hiện tiếp câu lệnh sau. Ok. Hiểu chưa? Đấy. Đó là cú pháp của câu lệnh try catch. Tương tự cho bài này cũng vậy, các bạn để trong try và catch.